thế nào? Mọi việc sang chữa. Tôi đã bảo rồi, cái cầu yên kia là phải chăn lên một tí nữa thì mới nang nhau được. Tại còn hoa nữa chứ. Xem cho nay làm bằng tôi nào. Cái xã này á, một ngày không có tôi là chả có làm được cái gì. Chết thắng với cổ động viên. Dạ thưa anh, là báo cáo anh ạ. Báo cáo cái gì? Những việc anh giao em đã làm xong hết rồi. Xong rồi là báo cáo gì nữa? Nhưng mà vẫn còn một khó khăn nho nhỏ anh ạ. Định khung đường là có xóm khu chủ sở ủy ban họ nói là bẩn mãi rồi có sao đâu. Này, ngày thường bẩn thì được nhá, còn hôm nay có đoàn chính phủ lại có cả cụ Hồ về, bẩn là có sao đấy. Dạ. Thế câu giải quyết thế nào? Dạ báo cáo anh, mạng phép anh, em đã trừ mỗi hộ gia đình chống đối 20 công điểm. Tớ cứ mạnh thế. À dạ thưa anh, vẫn còn một việc khó khăn nho nhỏ nữa. Cái gì nữa? Dạ thưa anh, trưa nay mình chưa có thịt để làm cơm. Cô đùa với tôi á? Làm cơm đại đoàn chính phủ có cả cụ Hồ về không có thịt là làm sao? Vậy phải làm sao hả anh? Giời ơi, mà sao bây giờ cậu cứ nói với tôi? Thì không phải kêu à? Tôi không biết, tôi giao cho cậu rồi. Cậu muốn làm gì đến trưa nay có thịt cho tôi thì làm. À, anh ơi, em có ý này, hay là mình cứ mang quách hai con lợn để tin để Tết này mình thịt cho hộ gia đình chính sách, mình đem thịt quách. Đang nấu ruột ra mà cậu còn đùa được à? Thịt cái con lợn đấy á, xong rồi đến Tết không có thịt cho hộ gia đình chính sách, người ta kêu ầm lên là rách tiệm đấy. Ôi dào ơi, thì có ai họ hỏi, họ có ý kiến gì? Thì anh cứ nói là mình đã giải quyết xong rồi. Trước sau thì cũng thế thôi mà anh. Liệu có ổn không? Dạ ổn. Thế được rồi. Cậu làm sao có thịt cho tôi là được nha. Trưa nay có thịt là được, rõ chưa? Dạ, cậu dạ, đi dạ, đi. Dạ vâng, em đi ngay ạ. Em xin phép anh ạ. Cô Mai đâu rồi? Dạ có em ạ. Em đây ạ. Em việc em giao cho cô làm đến đâu rồi? À, cái phụ nhà thì em có xong hết rồi nhá. Thứ nhất đi, phụ nhà, nếu mà nhà hộ nhẹ thì em cho lớn là chuối tặng. Còn hộ nặng thì em lùa sang cái khác ở. Và em dặn là không có được kêu ca mắc cái gì hết cả. Rồi, không có kêu ca thắc mắc gì. Đấy, đến tại các cụ là chết ở nút. Và quán triệt tinh thần 30. Không nói này. Nói này. Không nghe. Nghe này. Không biết. Biết. Nghe chưa? Chưa. Ôi giời ơi. Nghe chưa là tôi hỏi cô nghe chưa. Thế cô có biết cụ Hồ về xã ta làm gì không? À, em có tìm hiểu rồi anh ạ. À, cụ về thăm nhà máy, nếu mà tiện đường thì cụ sẽ ghé qua thăm xã ta luôn. Còn thăm gì, nội dung gì thì em quên hỏi. Ôi giời ơi. Thế mà cũng tham mưu. Lo mọi việc của cô cho nó tổn thương tôi cái đi. Cái giá này mà có tôi một ngày chả có làm được cái gì cả. Đồng chí cũng biết là
Vâng ạ. Chào đồng chí. À, thế đồng chí có biết về làm cái gì không? Thưa bác, là một con kênh của tỉnh ta, xuống xã ta luôn để viết bài. Còn bác sử dụng công việc thì nấu cơm cho bác. Thôi được rồi, thì không rõ thì cũng không sao nhá. Thế đồng chí xem này, chúng tôi đã chuẩn bị rất là đầy đủ chi tiết để đón bạn nhá. Khẩu hiệu này, cờ này, hoa này, chi tiết nào? Rất chi tiết thế đấy ạ. Còn nữa, không ai được rồi. Hoa tên rồi à? Không biết. Đây, đồng chí ơi, đây nhá. Năm qua là, đồng chí cứ cầm. Năm qua là xã ta là không còn hộ nghèo đói nữa nhá. Rồi là gia đình chính sách là có thịt, có cá đầy đủ nhá. Rồi là nhà mà rột nát là được lại được hết toàn bộ nhá. Đấy, đồng chí đấy là khi thế không sao? Tất chi là khi thế đúng không? Được rồi, thế đồng chí cứ ở đây. Rồi là từ giờ đến chiều thế nào thì toàn chính phủ cũng qua tôi có chút công việc. Thế rồi là tôi quay lại thì đồng chí phỏng vấn tôi luôn thể nhá. Chờ xin kiểu ảnh. Thưa bà, mai nhầm rồi, cháu là phóng viên, cháu đưa tin bà. Phóng viên à? Trên tôi nhầm. Vâng ạ. Thế cậu là phóng viên thật sao? Dạ, vâng ạ. À, vậy thì xá tôi có như thế nào thì cậu biết đúng như thế nhá. Dạ, chắc chắn rồi bà, đấy là trách nhiệm của cháu ạ. Thế cậu đã có thông tin gì về xá tôi chưa? Dạ, có rồi ạ. Đây, cháu báo cáo nó ngồi đấy làm ấy. Quan chủ tịch xã đưa cho rất là đầy đủ và đây bà xem. Đoàn trong các gia đình chính sách, các hộ nghèo thì ví dụ như là gia đình chính sách là đã được thịt lợn, hộ nghèo đã được lợn lại và ôi trời. Tôi có nghe nhầm không đi nhỉ? Cái số này cậu lấy ở đâu mà nó đẹp thế? Dạ, thưa bà, tất cả đều có trong bản báo cáo đấy bà xem. Tao mới trả cáo, cậu làm phóng viên mà cứ căn cứ vào những cái báo cáo này thì hỏng thế. Thì cậu xem trong bản báo cáo này có viết năm nay xã tôi có bao nhiêu hộ đói, hộ nghèo không? Cậu xem đi thế nào? Sáng mình vẫn còn hộ đói hộ nghèo hả bà? Thế thì cậu mới thấy là bằng lá chuối này thì cậu biết được còn gì? Vậy thì những gì viết trong bản báo cáo này là sao bà? Thế tôi mới bảo rằng cậu là phóng viên mà cứ căn cứ vào mấy cái báo cáo này thì hỏng hết. Thế tôi hỏi cậu nhá. Nghề làm báo như cậu đây, cụ Hồ có dạy cậu là phải trung thực, chính xác, thực tế. Mà muốn thực tế thì phải hỏi tôi, hỏi dân đây này. Vậy thì bà đưa cháu thực tế được không bà? Anh ơi, chết rồi. Anh ơi, chết rồi. Anh ơi, chết rồi. Anh ơi, ai
kiểm điểm mất thôi. Kiểm điểm là đúng thôi, mà tôi đã nói rồi, kiểm điểm ở đây không phải là kiểm điểm các ông không có tiếp phụ hồ, mà kiểm điểm ông là vì chưa lo cho phát triển nơi đến chốn mà thôi. Các đồng chí ạ, quan điểm hôm nay bản thân tôi cũng đã học hỏi về học kinh nghiệm quý báu trong việc tác nghiệp là phóng viên như tôi phải biết đi sâu biết sát vào đời sống của nhân dân, thì tin bài thực tiễn và chân thật những gì mà tổ đã dạy chúng ta. Bà ơi, bà đưa cháu lên số với bà. Đi, tôi là xem dẫn cậu đi xuống và xã tôi tham quan. Vâng, tôi cô phải xác tôi cho nó. Thế là đi hết cả rồi à? Bà Minh ơi, đồng chí phóng viên ơi, chết tôi rồi. Thời gian hội thi diễn ra nghiêm túc và khẩn trương, các đội thi tuyên truyền